Hello, xin chào tất cả anh em. Tiếp tục gửi đến anh em một chiếc đài radio hàng xuất Mỹ cực kỳ độc đáo và đẹp đến từ Nhật Bản. Chiếc đài này thì anh em có thể thấy nó là chiếc đài radio Panasonic RF2009. Đây là một trong những model có thể gọi là chùm cuối của cái dòng RF này. Thì như anh em có thể thấy thì những cái con này nó có rất là nhiều cái phiên bản từ hàng của Nhật cho tới hàng xuất. Nhưng mà hàng xuất thì là lúc nào cũng được anh em rất là yêu thích, tại vì nó sử dụng FM radio đến 108. Và điều đặc biệt của con chùm cuối này ấy, thì là anh em có thể thấy cái phần đèn sóng này, nó sẽ hiển thị tất cả là FM, AM và tần số sóng ngắn, nó đều hiển thị ở đây hết. Những cái con đời thấp hơn thì là nó chỉ hiển thị cái sóng ngắn thôi, ví dụ như SW thì là nó sẽ hiển thị, còn con này thì nó hiển thị toàn bộ. Cái này là cái rất là thích ở trên những cái con radio mà chúng ta có thể nhìn thấy cái đèn báo sóng đó. Ở đây thì con này thì nó là hàng xuất Mỹ nên điện áp của nó là 120V. Anh em cẩn thận không cắm nhầm điện 220 là sẽ bị cháy. Đấy. Con này thì ở đây nó có một nút nguồn. Khi mà anh em sử dụng thì anh em chỉ cần gạt lên. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái chế độ AM, FM. Đó. Và đây là nút volume này. Đây chỉnh bass, chest. Và đây là một số những cái sóng quân đội, sóng ngắn. Đó. Thì ở đây là cái để chúng ta bật cái đèn sóng số này lên. Đấy, ở đây là cái phần mà đèn cái này do ánh sáng nó chiếu vào nó mạnh nên là anh em sẽ không nhìn thấy cái màu vàng của nó. Buổi tối anh em sẽ nhìn thấy. Đó. Và con này anh em có thể thấy nó còn có một cái che, màn che ở đây. Đó. Vẫn còn nhỉ. Hàng về thì cực kỳ đẹp. Đấy, anh em có thể thấy rất là gấu. Để kiếm được một con 2009 này thì không hề đơn giản. Mấy con 2008, mấy con mà kiểu đèn hiển thị sóng ngắn thì nhiều, chứ con 2009 này thì hiếm nha anh em. Đó. Thì ở đây thì anh em chỉ cần người ta nghiêng thêm về điều trị từ dược thảo thì cái điều đó nó rất là tốt. Cây móng quỷ nè, hay là tâm của y học nước ta sống trong nhiều năm qua và trong chương trình tái tạo hình phương pháp rồi. Bạn hữu đường xa trực tiếp 15 đây thì anh em có thể thấy và em hàng ngày xin. Anh em muốn nghe AM thì anh em